chào đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự đại hội. Trân trọng cảm ơn các đại biểu. Gồm các tác phẩm Ca ngợi Tổ quốc, Thi đua ái quốc, Những trái tim Việt Nam, Người Việt Nam yêu đất nước Việt Nam, Em yêu Tổ quốc Việt Nam và Thái Nguyên ơi ngày mới đến rồi. Tác giả nhạc sĩ Hoàng Vân, Minh Quốc, Vũ Minh Hiền, Anh Thúy, Trương Quang Lục, Lê Thu Anh, biết đạo múa nghệ sĩ ưu tú Mai Thanh, nghệ sĩ ưu tú Thanh Nhị, Tú Nam, Liên Chi. Chương trình do tập thể nghệ sĩ chuyên viên Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng câu lạc bộ nghệ thuật Nhà thiếu nhi Thái Nguyên biểu diễn. Sau đây xin phép được bắt đầu. Thank you.
vị chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025 do tập thể nghệ sĩ diễn viên Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên và nhà thiếu nhi Thái Nguyên biểu diễn được khép lại tại đây. Xin kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể các quý vị đại biểu. Chúc đại hội thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức đại hội, trân trọng cảm ơn Trung tâm Văn hóa nghệ thuật và nhà thiếu nhi thành phố Thái Nguyên đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng đại hội. Ban tổ chức đại hội trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Dương Văn Lượng, ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, phó trưởng ban tổ chức đại hội lên tặng hoa Trung tâm Văn hóa nghệ thuật và tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu. Trân trọng kính mời đồng chí.